YouTuber ở Việt Nam bị đánh thuế tại Mỹ. Phần doanh thu của YouTuber đã đóng thuế ở Mỹ sẽ không bị đánh thuế lần hai tại Việt Nam. Trên trang web hỗ trợ YouTube mới đây cho biết, Mỹ có thể bắt đầu thu thuế đối với các YouTuber có thu nhập từ lượt xem tại nước này từ ngày 1 tháng 6. Do đó, YouTube lưu ý các YouTuber gửi thông tin kê khai thuế càng sớm càng tốt. Nếu chủ kênh YouTube không cung cấp thông tin trước ngày 31 tháng 5, có thể sẽ bị Google đề xuất khấu trừ 24% tổng thu nhập trên toàn thế giới, không riêng ở Mỹ. Về thuế suất, người sáng tạo nội dung bên ngoài Mỹ, nếu đã gửi thông tin thuế, tỷ lệ khấu trừ thuế từ 0 đến 30% đối với thu nhập tạo ra từ người xem ở Mỹ. Google còn cho biết mọi YouTuber tham gia chương trình đối tác của YouTube đều phải gửi thông tin thuế cho Google, bất kể họ có kiếm được doanh thu từ người xem tại Mỹ hay không. Tuy nhiên, Google chỉ được yêu cầu khấu lưu các khoản thuế của Mỹ đối với thu nhập của người sáng tạo trên YouTube từ người xem ở Mỹ. Thu nhập của YouTuber vẫn phải tuân thủ luật thuế thu nhập tại địa phương họ cư trú. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay từ đầu năm 2021, các YouTuber Việt Nam đã nhận được thông báo về việc khấu trừ thuế cho khoản thu nhập từ lượt xem tại một YouTuber Việt Nam cho biết, đối tác AliExpress ngày 21 tháng 1 gửi thông báo về việc thu thuế YouTube ở Mỹ. AliExpress dẫn quy định tại chương 3 của Bộ Luật Thuế vụ Mỹ cho thấy Google có trách nhiệm pháp lý về khấu trừ thuế và báo cáo khi một đối tác không phải là người Mỹ nhận được nguồn thu nhập từ Mỹ kể từ tháng 7 năm 2019. Trong đó, phần doanh thu bị khấu trừ bao gồm lượt xem quảng cáo, giao dịch, các dịch vụ đăng ký, thuê bao mà chủ kênh kiếm được từ người dùng tại Mỹ. Việc này không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của tôi từ YouTube bởi vì doanh thu của tôi từ Mỹ chỉ chiếm 3% và không bị đánh thuế lần hai tại Việt Nam. Tôi cũng đã gửi báo cáo thuế theo đúng quy định từ phía Mỹ, một YouTuber Việt Nam cho biết.